tại là 4 giờ chiều ngày 21 tháng 2 năm 2019 thì chúng tôi đang có mặt tại anh Huy, nhà anh Huy tại Ngô Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ. Thì hôm nay chúng tôi có bàn giao cho anh một chiếc sập tứ diện gỗ hương đỏ ở đây. Đây toàn cảnh ngôi nhà của anh vừa hoàn thiện xong đấy, nhà gỗ. Bên trong là chiếc sập chúng tôi hoàn thiện xong. Anh chủ nhà đây. Gỗ rất là đẹp, cột này là gỗ xoan này.